Sở Tổ Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Di Lặc Ngũ Tiểu, kéo dây tài lộc và ngồi trên bào tiền chất liệu gỗ hương ta. Một tác phẩm đục rất kỹ và sắc nét, được chế tác từ gỗ hương ta hàng liền khối và rất là đặc gỗ. Tác phẩm có mã là 562, có kích thước cao 45, ngang 60 và sâu 31. Đục ra tác phẩm rồi vẫn còn nặng 42,5kg các bác nhé. Một tác phẩm được nghệ nhân chế tác rất kỹ và sắc nét, Di Lặc cười rất tươi, rất là hoàn hỉ, bụng to tròn và rất là nhiều vân. Đặc biệt là ở bụng của Di Lặc còn có một chút chu sụn rất là đẹp và đặc biệt các bác nhé. 5 tiểu đồng xung quanh, mỗi tiểu đồng ở một dáng khác nhau. 2 tiểu đồng kéo dây tài lộc, 2 tiểu đồng còn lại thì vui đùa bên Di Lặc, và 1 tiểu đồng thì đang nâng một thỏi vàng rất là đẹp ạ. Hàng đục rất kỹ và sắc nét từ những chi tiết rất là nhỏ. Tượng Di Lặc ngũ phúc với hình ảnh 5 đứa trẻ con vui đùa xung quanh vật Di Lặc, đem lại tài lộc, an nhàn, hạnh phúc, lúc nào cũng đem đến niềm vui, gia đình đầy ắp tiếng cười. Di Lặc thì để trong nhà, đem đến ý nghĩa may mắn, tài lộc và lúc nào cũng phù hộ cho gia chủ, thành công phát đạt các bác nha. Tác phẩm này có giá bán bên em là 5.500.000. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng của em, hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Một tác phẩm rất đẹp và có 102. Bác nào ưng sản phẩm này thì gọi điện ngay luôn cho em nha. Xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tổ Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em, và để ủng hộ cho kênh của em sẽ đăng rất là nhiều video các sản phẩm mỹ nghệ đẹp lên cho các bác chiêm ngưỡng nha. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.